Rồi quay. Rồi nâng lên. Vô. Được chưa? Đã. Ấy. Chưa hết nữa. Cũng... Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Hết trơn rồi nè, sạch bóc rồi đó thấy không? Bụng to vậy mà em đấy mà không chảy máu ơi, ghê chưa, thấy hay chưa, bé bé thấy chưa, người ăn bụng mà có mẹ đứng kế bên lòng tiếng nữa. Cái này là u bã đậu quá thế. Hết rồi đó. Thấy không? Sạch bóc rồi nè. Đây là phải thấy sạch vậy đó. Đây. Rồi, gấp bao bên này rồi. Đúng xu thì tạm thời quay con bụng nha, đi coi này sạch rồi đúng không? Đây. Tới chưa? Người mà yếu tay là chỉ thấy được cái khúc đầu thôi, tưởng khúc sau là sạch rồi. Trời ơi, người gì thì nó ngồi đây chứ chị. Chị biết là một ngày em bị nải vào mặt mấy lần không?
Rồi sạch sẽ luôn, tới chân luôn. Xong sạch bông tam sao thất bản nè. Nhột mũi hả cưng, có nhột mũi không? Dạ một bé. Sorry nha, gán một xíu nè cưng. Con này nó to cũng chẳng kém đâu. Từ từ quay lại thấy. Con nó từ từ quay lại thấy. Nằm gần thân kia quá. Xuống đây thấy. Em bắt em trời ơi, sao vô nó cứng ngắc luôn á chị. Cứng dữ lắm luôn á, vô dạo cứng rồi nè. Bữa nó tắm mà nó nặng ra cục bụng, nó đem nó quăng trên cái bàn mình cái cục luôn á. Nó nặng ra trong lỗ tai đó. Nó đem nó kia mẹ. Lỗ tai quá trời. Cái hỏi gì con, cái nó cục bụng là trời. Lại hai con trên nha, nằm gần nhau quá khó. Ây da, trúng nó một cái mà giống như là trúng cục đá vậy đó. Lên đi con, thấy không? Còn con này nó như cục đá vậy chị. Gán xíu em. Nè, nó thụt cái đầu ở dưới, cứng đờ ở dưới á. Ý, trời ơi. Xíu vào. Nè. Trời ơi, nó cứng lắm luôn á chị. Cứng dữ lắm vậy đó, nó quăng một mụn mà chị nói nó gian nghe trên bàn cái thứ cục luôn á bà. Rồi xong rồi đó, ba con sạch sẽ rồi đó.
ok. Lên đây thích. Tới cho em. Chưa, từ từ. Còn mấy con cánh cám lấy luôn. Có bị rung gì không thấy? Rung tay. Rung màn hình mấy cái clip nó bị rung không á? Không. Đẹp không? Đẹp không? Rồi ok. Nhìn vô nó mới hấp dẫn. Rồi lên. Rồi chưa? Chị lấy à? Em nhắm mắt đi, em đừng có mở. Nhắm mắt đi không? Em mở em chớp chớp cái tay chị nó dướng chị khó à. Nhắm mắt lại. Ngủ giấc đi. Ngủ sao được. Chị thì thấy trúng tay em. Con này nó ra. Hết rồi đó. Ra là phải ra luôn cái chân vậy nó mới hết được. Nó còn cái chân rồi nó không có hết. Tính ra giỏi chứ mà. Lấy vậy mà vậy là giỏi rồi. Ngay mắt không đó nha. Chưa có đi đâu đâu đó.
nghiền nghiền nghiền. Đầy thị tới chưa em? Rồi chưa em? Em đừng có nghĩ ra nha. Từ từ người thấy hai con người thấy. Đây. Lên này hai con này trước. Ủa nó cứng ngắc à. Trời ơi. Thấy sợ không? Ừ. Nhìn nè. Ui. Cứng ngắc. Nè thấy không Thí? Thấy không? Sám hồn không còn nghe, còn cái chân của con thứ hai á, rồi ra rồi, quẹt một cái rớt rồi. Nè thấy ủa đã không? Con nó cũng như con kia đó, cứng đờ. Thử hai con này trước đi. Lên rồi nha. Đây em Thi.
bụng này chỉ có mấy người mà người ta lớn tuổi trên 50 tuổi mới có thôi. Ở đây là mới có 16 tuổi thôi nha. Ê trời. Thì nó đi nặng nó đi nè. Từ hết mới thì hết rồi mẹ nó chọi hết, đảo hết. Cái này mốt lớn lên giá không thấy nữa giá. Thấy chưa? Cái chân của nó đó. Rớt rồi. Tính để dành chút nó đem về rồi chơi. Rớt rồi. Chút nữa có clip lên coi clip. Để thấy đi. Chưa còn chân nữa đó. Thấy à? Chắc cũng khoảng 10 giờ hơn mới có clip nha chị. Chị biết Trang em chưa? Chị cũng nhớ chị vô bụng thấy nhiều lắm mà không biết nhớ. Trời. Cha hết kiên nhẫn ngồi. Thả lỏng giùm chị nha. Lỗ này 250 rồi. Ba tay giờ này mắc lắm chị. Ba tay giờ mua như mua vàng vậy, ngước ngước chị nghe không? Giờ khẩu trang thì rẻ chứ bao tay thì nó mắc. Đợt hôm mấy thứ mà anh trữ khẩu trang như vậy chắc chết. Giờ khẩu trang nó bình ổn giá không có lên. Giờ vàng nó lên. Anh có hút thuốc không? Không, anh hút không hút, hút rượu không hút.
gì vậy trời. Ơi. Ây, sợ ơi. Thiệt là vãi chưởng. Vậy rồi hỏi sao nó ra dễ. Nó phân khúc thành hai đoạn. Đầu xong với cuối xong. Cái này có bị đau không?
chứ chị lấy cái này ra đây rồi nữa. Ok ok tắt đi.